Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Super BB Vanessa lớp nền siêu mỏng cho làn da chuẩn Hàn Quốc. Đây đã là đêm cuối ở Sài Gòn, Hằng quyết định dành thời gian này tới thăm nơi Duy làm việc. Tuy nhiên, cô nàng lại không hề hay biết có một sự bất ngờ đang chào đón mình. À, em có hẹn với Duy, có hẹn với Thái gia đình đúng không? Dạ, đúng không? À, xin lỗi. Đi bên này. Hôm nay thì mình có ghé qua quán của anh Duy và vừa mới bước lên thang máy thì rất là bất ngờ. Mình thấy một con gấu rất là to, siêu dễ thương. Anh ngồi chứ, anh là con gấu mà. Ủa nhưng mà anh đang làm mà. Không, anh xin hôm nay được nghỉ để nói chuyện với em. Ủa lúc nào em biết anh là con gấu không? Không, em tưởng là ở đây mình sẽ có một cái con như vậy đứng đó. Đúng rồi á, thường thường là anh hay đứng vậy đó. Anh đứng anh gọi khách lại. Vậy sao anh đứng nóng như vậy, sao mình không uống đi? Đứng nóng như vậy sao mình không uống đi? Coi thử. Đây là em đòi thử đi. Ok. Mình có thấy đường không? Đổi vô có thấy đường. Em đổi thử coi. Em thấy đường không? Dạ không. Đó, bây giờ đâu có thấy đường đâu. Ủa cái này rồi làm sao mà thấy đường đi? Ê, anh đổi ngược đúng không? Không có, đổi đúng mà. Ủa rồi sao mà thấy đường đi? Anh cảm nhận, anh hửi thêm mùi hương của em anh dẫn vô á. Ok. Ngồi đây nha. Thông ơi, lấy cho anh một phần tôm tê tái nha. Làm nhanh giúp anh nha. Anh ngồi với lại em gái mốt là bạn gái. Đây, cho anh xin phép, anh cảm ơn. Em ơi, cho chị hỏi xíu. Anh ở đây ảnh là cái gì? Anh im. Đó, nói thật đi, nói thật nhìn đi. Nhìn em, nhìn em, come on, nhìn em rồi. Ok, em nói đi. Nhìn chị, không có nhìn ảnh, nhìn chị. Không, trả lời cho thật, đây là... Trả lời thật đi, cứ trả lời thật đi. Đây là trực tiếp á, truyền hình á. Không bao giờ. Tạm nghỉ. Tạm ngưng để đi quay chương trình này nè. Đó, đúng không? Anh đâu có nói xạo đâu. Không tin. Thật mà. Tại vì khi mà giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp không có kiểu đưa menu như vậy. Không phải, tại vì lúc mà mình tới á, lúc nào mình cũng là ngồi trên bàn này, mình là cương vị của một người khách hàng hết trơn á. Lúc đứng dưới đây thì mình lúc nào anh cũng là một không? Nhân viên. Đi thay đồ đi, thay đồ đi. Thay đồ cái nha. Ok, được, 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 đi thay đồ đi cho đẹp trai. Đây, em ăn thử đi, món đặc sản. Em với anh qua giờ đi chung rất là nhiều, có khi nào mọi người nghĩ em anh là có người bí ẩn không? Không, không, không nghĩ đó. Anh hỏi rồi, họ cũng không nghĩ anh người bí ẩn luôn. Tại vì họ biết anh vô đây là kiếm yêu mà. Em muốn ăn đầu tôm không, anh lột ra cho. Đó, đầu tôm chấm thì nghe đó. Dạ, em cảm ơn. Trong những thành viên nhận lời mời sang nhà hàng nơi Duy làm, dường như không chỉ có mỗi mình Hằng. Ủa chuyến đi bằng gì qua đây vậy? Đi giáp quá. Hôm nay mặc áo sơ mi quần Âu lãng tử á. Nhìn khác quá không? Ừ, cảm giác giống như là hai người tới, giống như là mình, giống như là... Không. Đó. Mà để chị điện em, chị kêu nhớ mặc đồ cặp nha, mà chị nói gì vậy? Ồ. Nói nhỏ hơn, lỡ tầm nghe. Thôi anh vô anh lấy đồ con gấu anh ra mặc đứng đây mới đúng chứ. Ở nhà chắc mọi người về hết rồi nhờ. Còn Kim. Ê, mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Một giờ. Ôi vậy, mình chuẩn bị đi còn phải đi đón Kim nữa. 11:15 là Kim hẹn anh ở đường Nguyễn Thị Minh Khai đi đón Kim nữa. Nhắn trước cho mọi người biết là hôm nay chắc Duy sẽ đi rước Kim, vì trong thời gian tiếp xúc á thì Duy chưa tiếp xúc với Kim riêng lẻ bao giờ. Hằng là nhiều nhất rồi, Duy đã tìm hiểu Hằng khá là nhiều rồi, cho nên là Duy muốn thử gặp Kim. Bởi vì Kim là người mà Duy cảm giác bị sợ nhất trong bốn bạn nữ. Bây giờ như thế này nhá, Duy sẽ đi đón Kim. Chiến đi với Hằng đi về đó. Đúng rồi. Ok chưa? Ok ok, vậy em sẽ đi đón Kim. Cảm ơn anh về một bữa ăn rất là ngon. Chủ đề về cặp đôi bí ẩn chưa bao giờ là hết sôi nổi. Và trên chuyến xe về nhà chung, dường như Chiến và Hằng đã tìm được sự tương đồng trong những nghi vấn của mình.
nhưng mà tò mò chị nghĩ ai là cặp đối bí ẩn? Bốn cặp chứ nghi ngờ. Trời ơi, ba cặp. Tham gia chương trình có bốn cặp mà là trừ Chiến ra là Chiến nghi ngờ hết ba cặp. Không nghi ngờ kiểu như nghi ngờ chéo, ví dụ như Chiến sẽ nghi ngờ Hằng với anh Duy là một cặp, Hằng với cũng có khả năng Hằng với Duy Anh là một cặp, thì nó tính như vậy đó, có nghĩa là Chiến nghi ngờ ba cặp. Là bây giờ Chiến nghĩ ai khả năng cao nhất? Cao nhất là chắc là Hoa với Duy Anh. Hoa với Duy Anh là hai người con trai mà. Thì bây giờ nói thêm hai người phụ nữ nữa nè. Kim với Tiên. Đúng rồi. Hôm nay cả hai cặp đó đều có thân mật hơn một tí đó. Có, và nếu mà chịu có để ý một chút xíu thì sẽ thấy được nhiều cái hay hơn. Ở Chiến thì không phải cặp đôi bí ẩn. Anh Duy cũng không. Cảm giác là vậy á. Khi mình kết luận cái gì đó thì mình nên có chứng cứ chứ không thể mà cảm giác được. Đúng rồi. Duy thì nghi ngờ Chiến với Tiên. Kim có kể cho Hằng nghe là Chiến gọi lộn tên của Kim 4 lần. Gọi lộn là Tiên. Đúng rồi. Có cơ sở. có cơ sở. Nhưng mà nói chung là ở trong Kim biết rất là khó nhận biết hơn. Đó mà hồi tối Kim có nói gì với Hằng không? Nếu như Kim đã nói với Hằng là Chiến nhầm Kim tới 4 lần khi mà gọi Tiên thì hình như Kim có kể chuyện đó với Hằng. Mục tiêu sắp tới của Chiến sẽ là Kim. Tại vì hôm qua Kim có nói thử thách của Chiến là hôn lên má một cô gái. Thì Chiến lựa chọn Kim và Chiến nói nếu mà thay vì Hằng và Sa và Tiên thì thử thách này Chiến làm quá dễ dàng vì ba đứa mình rất là thiện cảm, rất là hòa đồng. Còn đối với Kim thì Kim hơi có nguyên tắc chút xíu và Chiến chọn Kim để thử thách bản thân và Chiến làm không được. Không phải không làm được mà Chiến không muốn làm. Tại sao? Bởi vì dễ làm được thì rất là dễ luôn. Nhưng mà bởi vì Chiến hỏi là hồi sáng treo bằng cách hôn lên tóc á, Kim có thấy khó chịu không? Thì bạn ấy mới nói là khó chịu và không thích như vậy. Và nếu như có một cái hành động gì mà mạnh hơn nữa thì Kim sẽ không thể nào chấp nhận được. Và cho nên là mình tôn trọng bạn ấy, cho nên là không thể nào mà mình làm tiếp tục nữa. Hồi sáng thì hôn tóc, tối hôn má thì con cái nó cũng chịu nổi. Mới gặp nhau có 1-2 ngày đó. Kim là một người khá là khó chịu. Thấy vui đùa, vui vẻ thôi, nhưng mà trong tính cách thì là một con người khá là khó chịu. Không phải khó chịu mà là Kim là người có nguyên tắc. Kim trưởng thành rồi. Nhiều khi Hằng cảm thấy Kim còn trưởng thành hơn Hằng á. 28 tuổi nhỉ. Một cái độ tuổi là khá là xinh xắn và trưởng thành của một người phụ nữ. Và Chiến 22, 23 gì nhỉ? Khó lắm á nha. Không, cái kinh nghiệm của một người không dựa vào những cái trải nghiệm của người ta chứ không phải là dựa vào độ tuổi. Đúng rồi. Nhưng mà gu của thời bây giờ lại là thích phi công. Hoặc là bằng tuổi, gu của Kim cũng như vậy. Gu của Kim cũng na ná như của Hằng. Hai đứa gu tự nhau vậy. Nhưng mà có muốn thực hiện thử thách này tới cuối chương trình không? Có muốn thử thách bản thân như vậy không? Đó là cái đề nghị của Hằng, nhưng mà Chiến cũng sẽ suy nghĩ lại. 3 ngày để mà 3 ngày Đà Lạt Chiến làm được không? Thì khá là thử thách đó, nhưng mà mình thích những cái thử thách như thế này. Đúng rồi. Ít nhất phải làm như vậy. Cứ thử đi, tại vì khi cái gì mà càng khó, nếu mà sau này mà lỡ mà có được á, lại càng biết trân trọng. Hằng thì mình xem như một người bạn, một người chị của mình vậy đó. Nói chung là nói về cái gì, nói chuyện với Hằng cả ngày cũng không chán được. Chỉ có Kim là một cô gái mình chưa nói chuyện nhiều và cũng khá là bí ẩn. Cho nên mình muốn tìm hiểu về bạn này. Cái cảm xúc mà mình dành cho Kim là hiện tại là đâu đó khoảng 50-60%. Đợi mãi vẫn chưa ai về, Khoa và Linh quyết định lên sân thượng vận động tay chân với bộ môn sở trường của Khoa. Chơi nè. Ủa sao cao quá vậy?
Ủa, không nên cao đâu, 10 feet mà. Nếm được không nè? Cho em nếm thử đi. Ok. Ông chỉ đâu, nếm trước đi. Gì kỳ vậy? Nếm trước vậy để coi. Gì kỳ vậy? Phải mạnh lên. Em thải nó bị nhẹ hay sao á? Đó. Ghê vậy? À, đứng bình thường đúng không? Kiểu như em dơ nó không tới. Phải à? Vãi. Cho mấy điều nó trúng vào đầu em rồi đó. Cao hơn, đừng có chọi vậy nè. Ủa, nhưng mà chọi bình thường nó cũng trúng vậy luôn hả? Nhưng mà phải chọi cao á, hiểu không? Ủa sao anh đứng xa vậy? Đứng xa vậy sao ném được? Này không xa đâu, ném vô và bị phạt không? Nếu như anh ném thắng là em bị phạt. Ừ, nhưng mà không vô và anh bị phạt. Anh bị phạt hả? Thôi em yêu cầu xa hơn nữa. Vào sao? Cái này xa quá vậy. Có dùng bóng đèn kìa. Dạ thôi tới đây thôi, đứng tới đây. Ờ, tại phải em phải phạt anh chứ. Vô không? Bị phạt á. Gì ghê vậy đó. Chơi. Chỉ ném đi, phải ném vô đi. Em ném không được, thiệt sự luôn á. Được mà, đụng đi đó mà. Đây. Trời. Nhưng mà mình có còn nhảy lên luôn không? Để em muốn nhảy à, nhảy. Đúng rồi, nếu như nhảy. Ok không? Ok, em sẽ nhảy. Nhiều sức hơn. Ủa? Ủa? Không high five hả? Phải vậy mà. Ok, no, high five. Ủa, hai tay hả? Ờ. Ủa? Thấy là thấy không okay, hợp. Ok, 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 trời ơi. Ném vô rồi. Ném lại cái nữa. Nè, xa xa hơn. Ok. Đây này, đang rủ xa quá vậy? Ok. Ủa, nãy là em đứng ở đâu vậy? Em đứng còn đứng ở đây mà. Ok. Ok. Gì nó không biết chơi. Xạo nó không biết chơi. Không, bây giờ em mới ném được cho em ném lại cái nữa. Ok. Em sẽ đứng xa hơn nữa cho anh coi. Nếu như mà em vô là quệ nha. Ok. Ủa gì kỳ vậy? Sắp tới mà. Nó không thèm lên luôn á. Nhưng mà không biết làm gì thua. Vậy thôi, khỏi thử thách. Thua mà. Tại vì anh bảo là anh không muốn làm cái gì. Gì vậy? Để suy nghĩ không thua. Sao mà hôn tay vậy trời? Trăng nhạo quá vậy, sợ. Ôi, ngại lắm. Nghĩ sao tay dơ mà kêu hôn tay? Ok, phải cầm tay hát cho qua. Cầm tay nghe, cầm tay là em hát cho anh nghe hả? Ok. Muốn nghe bài gì? Nghe bài gì cũng được. Bài gì ta? Ok, hát nha. Sương như nắng đã làm mây em hồng. Làng mây bay đã yêu tóc em. Chợt nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bây giờ tang thương. Ok. Quá tuyệt vời. Cái cảm xúc của mình cũng chưa có gì thể hiện ra nhiều. Tại vì hôm nay là mới nói chuyện và cởi mở chân hơn với anh Khoa thôi. Anh Khoa cũng khá là thú vị và hài hước, cho nên là nói chuyện với anh Khoa kiểu cũng rất là thoải mái. Không biết Duy sẽ thế nào nếu biết Linh đã tìm thấy niềm vui ở nơi khác. Nhưng qua bộ dạng lúc này, anh chàng có vẻ chẳng bận tâm lắm vì điều anh thật sự mong đợi đang sắp xuất hiện. Oh hello. Trời. Đưa đây. Thank you anh. Quá nhiều đồ. Không sao đâu. Tại vì mai mình đi mà. Nói tới chương trình đó thì. Cái tính ra hôm nay mới là được lần đầu tiên anh với em ngồi nói chuyện riêng với nhau á. Đúng rồi. Chứ trước giờ là có bây giờ nói đâu. Có. Giờ điện thoại. Là lần đầu tiên đó. Đúng rồi. Trời ơi, anh quên rồi. Không, mà tiếp xúc thì lần đầu tiên tôi tiếp xúc. Mốt em coi lại chương trình đi, anh em sẽ thấy anh nói gì em rất là nhiều. Hôm nay có cơ hội ngồi riêng với em rồi, anh có muốn hỏi em gì không? Hình như là trong ngôi nhà chung là em ghét anh nhất đúng không?
Anh tính hỏi câu đó, anh hỏi câu đó. Sao mà hỏi dễ trả lời như vậy? Hỏi con nào khó hơn đi. Ủa tại sao anh hỏi vậy? Hả? Tại sao anh hỏi vậy? Anh sợ em nhất trong 4 người nữa. Sợ em nhất hả? Em tưởng anh sợ Hằng nhất. Hằng cái gì đâu sợ, anh coi Hằng giống như là một thằng bạn rồi. Hằng nói chuyện đứng vậy thôi, nhưng mà Hằng vẫn còn hay kiểu nói chuyện giỡn lắm, hay quăng thêm mắm thêm muối vậy lắm, cho nên nó không có bị được cứng mà em. Đó là lý do tại sao anh nghĩ em á là đứng đắn hơn Hằng. Hằng chỉ là kinh nghiệm ngoài đời trải nhiều hơn thôi, nhưng mà thật sự cái tính của Hằng vẫn con nít đó. Hằng vẫn con nít. Em sẽ mét lại Hằng. Đâu có sao đâu, tại vì Hằng với anh giống như là con quỷ với thằng điên. Thấy hai người hợp quá ha. Hợp làm bạn. Hôm qua là Chiến thực hiện thử thách với em bị thua không? Hôm qua nói chuyện ngồi lâu lắm luôn mà Chiến không dám thực hiện, đó là tại Chiến bộ. Ơi vậy là tại nhưng Chiến mà rồi. Chiến thực hiện thì cũng chắc cũng thua à. Khó vậy. Anh công nhận mà anh nói nó thẳng luôn mà. Tại Chiến cũng hay giải chân lắm. Chiến hơi bị giải chân nha. Chiến mâu thuẫn lắm. Sắp tới nhà rồi. Còn gì chưa nói thì nói đi nha. Chú cháu cũng hợp nhau ấy chứ. Không hợp thì không hợp đâu. Thấy mắc cười thôi. Thì bổ trợ cho nhau. Từ lúc mà vô ngôi nhà chung tới giờ anh đã nói chuyện tình cảm với ai đâu. Toàn nói gì giống như kiểu là giỡn anh em, chú cháu, là bạn bè không mà. Anh biết chắc chắn là trong nhà họ không ai nghĩ anh cặp đôi bí ẩn đâu. Anh nghĩ nhiều tình huống thám tử. Giờ nghĩ hồi cái kiểu hơn. Chiến là đoán Duy Anh với lại anh tao quên cái tiêu rồi. Tiên Duy Anh với Tiên. Chiến đoán vậy. Chiến đoán Duy Anh Khoa với Tiên. Khoa không đoán gì hết, chắc chắn là như vậy. Khoa thì có biết có hiểu gì đâu mà đoán. Hiểu gì đâu. Cái gì là sao? Vậy là giờ mọi người ở nhà chung đầy đủ đúng không? Chỉ còn thiếu hai anh em mình thôi. Đúng rồi, thiếu hai anh em mình thôi. Hai anh em mình đánh lẻ luôn. Đánh lẻ là nguy hiểm lắm đó. Trên đường tới gặp Kim thì Duy cũng ngồi tâm sự, trải lòng với lại Kim, cũng ngồi nói chuyện với Kim về chuyện tình cảm của hai đứa. Không phải chuyện tình cảm hai đứa, mà là về chuyện tình cảm của cá nhân với lại chuyện ấn tượng. Thì Duy cũng nghĩ là cái khoảng cách đó sẽ cũng được kéo gần lại một chút. Nhưng mà với Duy thì Kim vẫn là người phụ nữ đáng sợ nhất trong ba người còn lại trong ngôi nhà chung. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi vừa mới về tới nhà chung, Tiên đã lập tức tìm đến phòng Nam. Có ai ở nhà không? Hello. Nói chuyện ba một xíu được không? Anh hả? Ừ. Ok. Nhìn có vẻ mệt mỏi. Đi đâu xinh á? Hả? Đi đâu xinh á? Đi ăn tiệc. Đi ăn tiệc á? À. Đi, đi lên. Anh đang bị đau dạ dày kìa. Ôi vậy hả? Đúng chưa? Đúng rồi. Tối. Tối em đi đâu á? Em đi qua công ty cũ. Công ty kìa. Ngồi đúng chơi trò luôn. Không hiểu. Ngồi đây. Ngồi áo anh. Thôi, khỏi đi. Cầm đi. Không có gì. Cầm lên đi. Cầm lên đó. Rồi cho em mượn để em che cái vải. Rồi vải của em nha. Ok. Em muốn gặp anh. Muốn gặp anh? Ừ, bởi vì là hồi chiều lúc mà em nghe anh kể chuyện á, thì em bị bất ngờ. Ừ. Cho nên là em không có kiểm soát được cái phản ứng của mình lúc đó. Cho nên là em sợ là em vô tình phản ứng một cái gì đó khiến cho anh khó chịu hoặc là buồn. Em thì em không biết. Cho nên là nếu như mà em có phản ứng sai một xíu đó, thì xin lỗi anh. Không có gì. Không. Đấy là em rất là sợ như vậy. Với lại là em cũng còn nhỏ, cũng yêu đương nhưng mà cũng có đau khổ đời kia, nhưng mà kiểu chứ cũng chưa có trải qua cái chuyện gì mà nó lớn. Chứ tồi tệ như anh. Không phải là tồi tệ, nhưng mà chỉ một cái chuyện rất là lớn á. Em có một cái quà cho anh. Quà cho anh? Ừ. Ý là nó xàm lắm. Nó rất là xàm, nó không có giá trị vật chất gì hết trơn. Không, nhưng mà sao ta, cái lúc mà ngồi gọt cái gốm á,
nó còn dư ra thì cái đó em làm, em sẽ tặng cho người bạn mà em yêu quý trong chương trình. Nó nhảm lắm nha, thật sự luôn, anh đừng có sốc nha. Tò mò. Nó nhảm lắm, đừng có trông đợi gì hết. Tại cái gì? Trái tim. Một trái tim với rất nhiều vết xước, nhưng mà sẽ có người yêu thương nó. Giống anh ha, trái tim này giống anh. Nhưng mà em phải cảm ơn mình món quà. Rất là thế. Ok. Để mà anh trả lời suy nghĩ của em. Thì việc xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay, thực sự anh cũng rất là bất ngờ khi mà em hỏi cái câu hỏi đấy. Thì em nghĩ nó hơi nhạy cảm cho nên là cái câu hỏi đấy em thực sự là để mà những người nào mà chưa thực sự thân thiết và có một cái gì đấy đặc biệt đối với anh thì anh sẽ không cả. Nhưng mà anh tin tưởng em. Anh nghĩ là em một cô gái có tầm suy nghĩ chín chắn. Và hiện tại bây giờ anh và em ngồi nói chuyện ấy, chúng ta hãy gạt bỏ cái người tham gia chương trình và tâm sự đúng là như hai người bạn. Em đã nắm giữ được hết những cái gì mà anh thầm giữ kín trong lòng mấy lâu nay. Anh ôm nó trong lòng anh cũng rất chi là mệt mỏi và áp lực. Nhưng mà hôm nay anh được kể ra, thực sự anh có rất là xúc động. Áp lực của anh bây giờ không phải là tìm một người yêu mình. Mà em biết phải tìm một người như nào. Không. Sao? Rộng lượng. Giữa san sẻ tình yêu và tình mẹ. Con anh nó ngày một lớn. Anh rất là sợ. Anh rất là sợ cái cảnh mà anh về anh đưa con đi học á. Sao rồi bị hỏi xong rồi trẻ con nó vô tư lắm, nó hỏi bố sao bạn con được mẹ đến đón. Hay là con không có mẹ đến đón. Nhưng mình nghĩ là làm bố hay làm mẹ đơn thân thì đều không dễ dàng. Và đó là một cái lựa chọn rất là khó khăn. Đối với mình, anh Doanh là một người rất là dũng cảm và mạnh mẽ. Tất cả những cái lựa chọn là cuộc sống của anh ấy, như mà mình đã nói là làm một idol thì rất là áp lực. Nhưng mà mình cảm thấy anh ấy rất là cố gắng trong cuộc sống và trong công việc của mình. Cho nên là với mình thì đó là một sự ngưỡng mộ dành cho anh. Anh thấy anh có hai điểm trừ. Như này nói chuyện với em hơi nghiêm túc. Ok. Một điểm trừ nữa. Trong tối ngày hôm qua, anh ngồi cạnh em. Thì anh không có bọc tôm cho em. Mặc dù anh biết mình lên làm như vậy nhưng mà không, nhưng anh nói em nghe này. Ok. Khi mà chỉ có hai đứa, nó sẽ khác. Cái tình yêu của anh ấy, nó lại kiểu như anh không muốn khoe em với thiên hạ để hiếu kỳ ấy. Kiểu vậy ấy. Anh mà yêu ai thì anh chăm như kiểu chăm em bé luôn. Thế là thương mà, có sao đâu. Thôi đi xuống đi ngủ đi. Đó, em đi ngủ. Ngủ ngon nha. Mưa anh nha. Mình cảm nhận được cái sự đồng cảm, sự quan tâm của Tiên. Mình không dám tự tin để mà nói là Tiên có tình cảm với mình hay Tiên thích mình. Tại vì cái tính của mình thì mình không thích tự nhận hay là có cái suy nghĩ là người khác thích mình cho lắm. Mình không thích như vậy. Bây giờ chỉ khi nào mình chắc chắn thì mình mới có thể mình quyết định được. Và cuộc gặp gỡ đột ngột giữa Duy Anh và Tiên đêm nay đã không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò của cô Út Linh Sa. Chưa ai về hết. Chị là Duy Anh, cặp đôi bí ẩn không? Sao lại nghĩ như vậy? Không phải là cặp đôi bí ẩn, thì chị với ảnh có thấy phu hề. Thôi, không phải nha. Rất là cặp mắt. Cái gì? Không hề luôn á. Trời ơi, cặp mắt chóng lắm. Không hề. Có hề.